Rồi quý vị ơi, bonsai 438, một cây sâm hương, có cái chậu như vậy, có nhà tiểu cảnh luôn, cái cây luôn. Đây là mặt trước cây nha, 200k là bao ship toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi đó, cái này có một cây duy nhất là thứ này thôi nha. Tại cái chậu Phúc Lộc này tôi chỉ mua có một cái một tôi làm thôi, chứ không có nhiều ha. Đây là cái nhà sàn, cái nhà gì đó ha, của Tây Nguyên hay gì đó, không biết nữa. Đó vậy đó, chậu vậy nè, cái bàn tay tôi nè, rồi cái cây của nó nè. Đó, cây rất là già nha, siêu già luôn nha quý vị. Nè mặt sau nè, quay cái mặt sau cho quý vị xem nha. Mặt sau nè, mặt sau nó cái rễ nó còn đẹp hơn mặt trước nữa nha. Rồi 200k ha, bàn tay tỷ lệ nha, anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha. Đó, cái này làm bán văn nghệ chơi thôi nha quý vị, chứ cái này không có lời lớn gì nhiêu hết trơn nha quý vị, công cực lắm nha. Đó, như làm sẵn cái công gì bán cho quý vị thôi chứ cũng có lời cái gì đâu. 200k nha quý vị, bao ship luôn nha. Đó, rồi mặt trước mặt sau giờ quay đầy đủ hết trơn luôn rồi ha. Rồi 200k hả sư phụ? Rồi nha, xuống đây tắt máy coi cầm đi. Rồi kết thúc nha quý vị.